Xin kính chào các quý vị. Vâng, đây là một bộ đôi sản phẩm, đó là loa Buimkin 803D4, đây là sản phẩm mới nhất của hãng Buimkin và chiếc âm ly Macintosh MA12000. Đây là một cặp sản phẩm đã được khách hàng đặt và hiện tại bây giờ chúng tôi đã nhập về, và sau khi hỏi ý kiến của anh chủ đồng ý để chúng tôi bóc ra và test trước khi gửi đi thành phố xa. Đây là một trong những cặp loa đầu bảng của hãng Buimkin và lại là một trong những cặp loa đứng nhưng mà lại là phân khúc nhỏ. Nên cái cấu trúc thùng của nó cũng giống như tất cả các dòng series 8 của dòng loa đứng. Nhưng mà cái sự thu gọn của cặp loa này thì trông rất là nhẹ nhàng và nó có không gian đánh có thể lên tới từ 30 đến 50 mét. Còn bây giờ thì tôi sẽ xin được bóc âm ly và cặp loa này ra và sau đó chúng tôi cùng set up và chúng ta cùng thử xem một sắc âm thanh thế nào. Và cái thời gian bóc thì nó tương đối là lâu vào cái việc setup, thì tôi cũng xin phép các bạn là cho tôi dừng mấy phút để tôi bóc và sau đó chúng ta cùng trải nghiệm. Vâng, sau khi đội setup của Thiên Hà đã setup xong thì trong không gian thì các bạn nhìn thấy màu chủ đạo đó là chính là màu gương bóng của cặp loa Buimkin 803D4 cũng như dòng Macintosh 12000. Thì các bạn nhìn thấy cái sự sang trọng và đẹp của cặp loa này. Và cặp loa này thì nó khác cặp loa tiền nhiệm trước, đó là 803D3, đó chính là cái tweeter này, nó sẽ dài hơn 10cm. Và cũng theo khuyến cáo của hãng thì cái độ tĩnh của cái dài cao nó sẽ được tốt hơn, tức là kiểm soát được cái độ chói gắt là gần như là nó triệt tiêu hoàn toàn. Và một dấu ấn nữa thì để trên đây đó chính là dòng chữ Buimkin trên này, trên cái vành viền này. Và loa này thì được sử dụng bằng loa chép kim cương. Còn phần cái to be head, tức là cái phần về cái giải mid chung này thì với cấu trúc thì làm hoàn toàn là không dùng công nghệ mới nhất, đó là không dùng bằng nhện của màng loa mà trực tiếp sẽ dùng bằng dịch chuyển khí của trong cái to be head này. Thì là để cho được cái âm thanh có cái độ tĩnh nền tốt nhất là từ 1 key đến 3,5 key. Đó là một cái điều rất hay. Còn về phần âm trầm sử dụng hai loa bass và giải trầm xuống rất là sâu, xuống đến tận 16 hertz. Và khi người ta đưa ra các giải pháp như thế thì cái sự mới mẻ của dòng Buimkin này cũng rất là rõ nét. Đó là những về mặt e căng. Vâng, chúng tôi sẽ xin giới thiệu hai nét đặc trưng của e căng đây. Đó chính là cái e căng của dòng D4 này. Đó là ở trong này thì các bạn đã thấy có một tấm lưới thép trắng ở trong này, nhưng mà nó sẽ làm cho độ cứng cáp hơn. Và ở ngoài là thì là một lớp vải phủ bên ngoài, và khi chúng ta đưa vào thế này thì nó rất là dễ hít và cái sự đảm bảo cho tính thẩm mỹ của loa. Đó, các bạn thấy không? Còn về phần dưới này thì người ta đã hỗ trợ cho các bạn tất cả các cái nam châm. Nên khi các bạn đưa vào thì nó sẽ trông nó sẽ mềm mại cặp loa hơn. Chứ đợt trước là với cặp loa dòng CD8 này là người ta sẽ đưa cái e căng là e căng kép, nhưng bây giờ người ta đã chuyển sang hoàn toàn e căng đơn và người ta đã phủ thêm một cái màu gray, tức màu nòng súng ở đây, trông cho cặp loa trông nó có sự ảo diệu hơn. Đó, các bạn thấy cái sự mềm mại của cặp loa này nó rõ nét. Và cặp D4 này thì được trang bị thêm về cái phần đẹp, tức là cái độ về như là một món đồ trang sức của hãng da Nonoli, tức là đây một hãng da trang sức rất là nổi tiếng của Anh và đã được đưa vào đây để làm tạo thêm một cái viền nhấn để cho cặp loa trông nó có cái sự uyển chuyển. Về còn phần cọc loa thì nó quay ra đằng sau, thì trước đây là người ta sẽ đấu chéo, nhưng với cọc loa mới bây giờ là người ta đấu hoàn toàn là bên high và bên low, tức là bên giải trầm và giải âm chung. Thì đó là tùy theo của mỗi một cái không gian nghe nhạc và một cái cá tính của mỗi người thì ta sẽ đấu về khác nhau. Và để phối ghép với cặp loa này thì chúng tôi cùng anh đấy cũng đã đặt ra một cái giải pháp, đó là MA12000 này. Đây là một giải pháp rất là tốt và hoàn hảo, vì đây là chính là một chiếc âm ly Intergate, nhưng mà có phần pre là bóng và phần công suất thì là đánh bằng biệt áp suất âm ra. Nó là một giải pháp cao cấp nhất của dòng Intergate, và cái phần công suất thì nó đánh vừa đủ hay và cảm xúc, đó là lên công suất 350W cho cái phần âm ly này. Và âm ly này thì nó sử dụng được 4 bóng 12AX7. Qua cửa sổ này thì các bạn sẽ nhìn thấy, và khi các bạn bật lên thì nó sẽ là màu cam, nhưng sau khi nó đã warm đủ bóng thì nó sẽ chuyển sang là màu xanh đặc trưng của dòng Macintosh. Còn hai bên này là hai đồng hồ VU. Còn toàn bộ các cả các thông số, như là đây là nút chỉnh equalizer, thì các bạn cũng có thể chỉnh theo đôi tai của mình. Và với cục
Intergate này thì các bạn có thể đánh thêm được một cặp loa ngoài vì đây nó có hai đường output. Cái đường output 1, output 2, output 1 thì có thể đang sử dụng vào cho hệ thống này rồi, còn output 2 thì các bạn có thể đánh ra ngoài thêm được một power nữa. Đó cũng là một cái giải pháp để mình có thể chơi thêm với những đôi tai khó tính, tức là người ta đánh theo kiểu BY thì là người ta sẽ chơi theo cái kiểu như thế thì nó sẽ có cái sự tiện lợi hơn. Nhưng với dòng này thì tôi đã rất thích cái đường phono, vì đường phono của dòng này nó thích hợp cho cả các bạn hai hệ thống phono MM và MC. Và điều hoàn hảo của dòng Magnetot đến hiện tại đến bây giờ là 12.000 này vẫn là trong những âm ly hoàn hảo nhất, vì nó có cái phần pre bằng bóng và phần công suất bằng đáp xuất âm, nghe rất là dày ấm áp và tạo được độ dynamic. Và cũng qua cái chương trình này thì cũng xin cảm ơn anh đã tin tưởng vừa lựa chọn Thiên Hà. Và bây giờ thì đến thời gian mà tôi muốn dành cho các bạn có một buổi test nhạc. Xin chúc các bạn có một buổi nghe nhạc hoàn mỹ. Nhà tôi bên này sông, gần trường học hai đứa, sớm chiều ngàn đi về tôi đón đưa. Nhà nàng qua đò ngang, có bên sông ngập nắng, có cây đa rực che mắt vai nàng. Một ngày kia làng tôi đang sống đợi yên, giặc tràn qua sông khói lửa mù khơi. Rồi tôi vào quân đội gian khổ ngập chiến trường, tình yêu đành chia phôi, nỗi nhớ người mình thương. Hành quân về xóm nhỏ, hoa hồng vừa mới nở, tượng hoa sen lúc buồn răng kín chiều mưa. Từ ngày xa dòng sông lâu lắm chưa về phép, nhớ môi em đẹp như cánh sen hồng. Rồi một hôm về thăm, mong có nàng ra đón, áo trần sơn phai động chưa chân. Nào ngờ khi qua sông, áo vắng sen tàn úa, mới hay tin người yêu đã theo chồng. Tình đầu như là không, tôi đứng buồn mênh mông, nhìn chiều sương vây kín cả dòng sông.
em đi, thời gian có quên gì, đã mòn kia vẫn đi. Đi một bên trăng thanh, quán bên đường vắng tênh, chỉ còn em với. Đây theo tôi nghĩ là một trong những bộ đôi phối ghép rất là hoàn hảo giữa Lee Mackintosh với cả một cặp loa Bulkin đến từ Anh Quốc. Nhưng mà với những người mà người ta có những gian phòng hoặc là có diện tích thì các bạn cũng phải lên setup tương đối là có độ focus cho nó, có cái âm hình nó sẽ còn hay hơn nữa nếu như chúng ta tìm hiểu sâu hơn về một cách setup. Các bạn hay để vào Thiên Hà Audio chúng tôi, điểm đến của người yêu nhạc. Hẹn các bạn vào YouTube sau.